Nhà trọ địa ngục quyển 17 tập 10 lệ quỷ. An Tuyết Lệ nhìn ra lầu hai tầng trước mặt, tấm biển phía trên viết rõ ràng ba chữ Thính Hiền Các. Nàng mở bức họa của mình ra, gắt gao nhìn chằm chằm vào nữ quỷ, chậm rãi đẩy cửa tiến vào trong. Nơi này ngày bình thường mở ra cho khách tham quan vào chụp ảnh, cũng không phải là kinh doanh trà lâu thật sự. Không gian bên trong bày biện vài chiếc bàn. An Tuyết Lệ cẩn trọng tiến lên từng bước, trong nội tâm khẩn trương không thôi, sợ sẽ có bóng đen nào đó trong bóng tối đột ngột xuất hiện. Làm thế nào để giết nữ quỷ này đây? Nàng tuy rằng có mang theo dao găm, nhưng nàng sao có thể thuận lợi giết quỷ như Thượng Quan Miên? Động tác của nàng ta rất nhanh, trong chớp mắt đã chặt đầu nữ quỷ kia xuống. Đổi lại là nàng, nữ quỷ có đứng đó cho nàng tới giết sao? Nghĩ cũng biết chuyện này căn bản là không thể. Nữ quỷ trong bức họa có thể di động, tới lúc đó ai giết ai còn là một vấn đề. An Tuyết Lệ hiểu được điểm này, bàn tay nắm dao găm cũng trở nên khẩn trương hơn. Băng qua hiện tại đã có sinh lộ, tốt hơn lúc trước rất nhiều. Nàng nhìn thấy một đoạn cầu thang dẫn lên lầu, liền vội vàng hướng về phía đó. Nữ quỷ trong tranh lúc này vẫn chưa xảy ra bất luận biến hóa nào. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. An Tuyết Lệ vừa đi vừa không ngừng lầm bầm khấn vái. Rốt cuộc tới nơi trước bậc thang, nàng chần chừ một hồi mới cắn răng bước lên. Một bước, lại một bước. An Tuyết Lệ chưa bao giờ cảm giác thời gian dài như vậy. Dù gì nàng cũng mới chỉ chấp hành huyết tự lần đầu tiên, tố chất tâm lý tự nhiên không được như những chủ hộ gia đình khác. Lúc này nàng cảm thấy hối hận, sao ngày xưa thích xem manga của iTunes như vậy. Hại nàng lúc này trong đầu không ngừng sinh ra những tưởng tượng quái đản. Không được, không được. An Tuyết Lệ cắn răng nói với chính mình. Đây mới chỉ là huyết tự đầu tiên mà thôi. Nếu đơn giản như thế đã sợ hãi, vậy chính lần huyết tự sau này sao có thể vượt qua? Không thể, tuyệt đối không thể, tuyệt đối không được ngã xuống. Bước chân nàng trở nên nhanh hơn, rốt cuộc lên tới lầu 2. Hướng dao găm về phía trước, nàng bắt đầu tìm kiếm phiến cửa sổ mà nữ quỷ ngồi đấy. Nhưng lúc này nàng nhìn thấy bức tranh trong tài thay đổi. Gương mặt nữ nhân vừa nhăn nhó vừa vụng vỡ kia lúc này đang đứng trước một đoạn hành lang. Phía sau nàng có một cánh cửa, bên trên có viết Mặt Hà Giang. An Tuyết Lệ đẩy nhanh cước bộ. Nàng không biết Mặt Hà Giang này ở nơi nào, hiện tại bất luận thế nào thì phải nhanh chóng kiếm ra chỗ đó, tiếp theo lập tức động thủ giết chết nữ quỷ. Lúc này An Tuyết Lệ chú ý tới những chỗ thịt vỡ ra từng mảnh trên mặt nữ nhân trong tranh đang bắt đầu sinh trưởng ra một thứ khá tương tự với cánh tay người. Chẳng lẽ thật sự giống như Tommy sinh ra phần thân không ngừng sao? Nàng cảm giác toàn thân ớn lạnh. Tommy cho dù chết cũng có thể nhờ vào từng mảnh thịt mà có thể trở về. Cuối cùng chẳng lẽ quỷ hồn sẽ không ngừng xuất hiện sao? Giết nàng có hay không sẽ tạo ra hậu quả trái ngược. Nhưng tình huống hiện tại không thể không giết, nếu không nàng sẽ gặp phải kết cục đáng sợ nhất. Cho nên sự việc bất luận thế nào nàng cũng phải ra tay. Mình suy nghĩ quá nhiều rồi, chỉ là manga mà thôi, manga thôi. Nhưng một việc không muốn nghĩ tới lại càng khiến bản thân thêm suy nghĩ nhiều hơn. An Tuyết Lệ bây giờ càng ngày càng sợ hãi. Nàng từng bước tìm kiếm những hành lang gần đó, nàng không biết phải tới nơi nào để tìm nữ quỷ kia đây. Gương mặt vỡ vụn dần dần chiếm cứ cả bức tranh. Lòng bàn tay của An Tuyết Lệ ướt đẫm mồ hôi. Nàng sợ mồ hôi làm ướt cả bức tranh, không biết như thế có tính là tổn hại hay là không. Là nơi này, hẳn là nơi này đi. An Tuyết Lệ chậm rãi hướng về một đầu hành lang đi vào. Nàng chăm chú tìm kiếm gian phòng hai bên xem có nhìn thấy Mặt Hà Giang hay không. Thế nhưng đi tới cuối hành lang vẫn không tìm được.
Rõ ràng không phải là chỗ này. Đáng giận, rốt cuộc là ở đâu đây? An Thuyết Lệ bỗng nhiên nghĩ tới, lúc này có lẽ nên đeo mặt nạ da người, sẽ cảm giác khá hơn một chút. Vì vậy nàng lập tức lấy ra từ trong ngực một mảnh da mỏng đeo lên mặt. Quay đầu lại, đem đèn pin chiếu về phía trước. Trên hành lang vẫn như cũ không một bóng người. Chung quanh phi thường yên tĩnh, không một tiếng vang. Điều này ngược lại càng làm lòng người trào lên nỗi sợ hãi. An Tuyết Lệ chậm rãi đi về phía trước. Lúc này, nàng phát hiện nữ quỷ trong tranh lại thay đổi phương hướng. Lần này lại muốn đi đâu đây? Cái này... Nàng bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn vào bức tranh thủy mặc. Nữ quỷ kia thế mà đứng chắn ngay lối vào hành lang này. Ở nơi này sao? An Tuyết Lệ nắm chặt con dao trong tay. Theo lý thuyết, nàng hiện tại phải lập tức xông lên giết chết nữ quỷ kia mới đúng. Nhưng lúc này hai chân nàng run rẩy dữ dội, căn bản không thể di động dù là nửa bước. Không, không được, phải lập tức đi qua. An Tuyết Lệ cưỡng ép bản thân phải di động, thế nhưng nỗi sợ trong nội tâm không ngừng sôi trào. Nàng lại không phải là Thượng Quan Miên, một đao vung lên là có thể giải quyết quỷ hồn. Nếu nàng lợi hại như thế thì đã không bị động như lúc này rồi. Dưới tình huống bình thường, muốn giết chết một nhân loại cũng phải đâm trúng trái tim hoặc là yết hầu mới được. Nhưng trừ phi người bị giết không phản kháng, nếu không rất khó làm được điều này. Đối với nữ tính mà nói, khó càng thêm khó. Hơn nữa quỷ hồn nhìn không tới, cái cổ ở nơi nào cũng khó mà xác định. Bất quá coi như cắt đứt được yết hầu liền giết được quỷ hồn sao? Điều này không nhất định. Có lẽ phải như Thượng Quan Miên, chém bay đầu mới xong. Nội tâm nàng đột nhiên phi thường ghen ghét Khâu Phi Phàm. Vận khí hắn sao lại tốt như vậy? Được Thượng Quan Miên coi như chuột bạch, lại có thể thông qua huyết tự lần thứ nhất. Không, nàng bỗng nhiên cảm giác không đúng. Nữ quỷ trong tranh của Khâu Phi Phạm thực sự đã chết sao? Tuy rằng đầu đã bị chặt, nhưng không có nghĩa nó chết hoàn toàn đi. Tranh thủy mặc vẫn còn đó, chỉ còn chủ hộ còn chưa tiến vào nhà trọ, không có nghĩa cam đoan đã an toàn. Có thể điều này ngược lại gây ra tử lộ hay không? Nàng lấy điện thoại di động ra, bắt đầu viết tin nhắn. Nội dung là: người còn sống không? Sau đó gửi cho Khâu Phi Phạm. Nếu như Khâu Phi Phạm thực sự gây ra tử lộ, lúc này hắn cũng nên tới gặp Diêm Vương rồi. Bọn hắn hiện tại đang mượn điện thoại của chủ hộ khác sử dụng. An Tuyết Lệ dùng chính là điện thoại của Trạm Bình. Bàn phím dùng có chút không quen, gửi tin nhắn đi là một phút đồng hồ sau đó. Không có việc gì chứ? Lúc này nàng nâng mắt lên nhìn trước mặt, không biết nên tiến lên hay là nên lùi. Nàng đang chờ đợi hồi âm của Khâu Phi Phạm. Dù sao nàng ít nhất muốn xác định làm thế có gây ra tử lộ hay là không mới động thủ. Nếu không, chẳng phải là tự mình đưa đầu vào rõ sao? Không lâu sau liền có tin trả lời. Tạ rất tốt, hiện tại không có việc gì. An Tuyết Lệ mừng rỡ, nàng rút cuộc quyết định vọt về phía trước. Nhưng đúng lúc này, nàng chợt thấy trên bức tranh thủy mặc, nữ quỷ kia đột nhiên há to miệng, cơ hồ chiếm hết cả bức họa, phảng phất như muốn lao ra khỏi bức họa. Không, không phải phảng phất, thực sự là lao tới rồi. Gương mặt vỡ vụn kia hoàn toàn lao ra khỏi bức tranh, nhưng cánh tay nhỏ li ti trên từng mảnh thịt không ngừng sao động. Mà lúc này An Tuyết Lệ cách cửa vào đoạn hành lang chỉ còn một chút. Không, không muốn. An Tuyết Lệ sợ tới mức mặt không còn chút máu, thân thể nàng bị cánh tay nữ quỷ túm lấy giơ cao lên. Cái miệng kia cũng chậm rãi mở ra rộng hơn. Tranh thủy mặc lúc này nằm trên mặt đất, bao qua cách An Tuyết Lệ còn chưa quá 1 mét. Giết, giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Sau đó thân thể An Tuyết Lệ từng chút một biến mất trong cái miệng lớn kia. Không, không muốn. Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, thân thể An Tuyết Lệ hơn phân nửa đã bị nuốt vào trong miệng. Nàng nhìn về phía hành lang phía trước, chỉ thiếu một chút nữa là có thể giết. An Tuyết Lệ không cam tâm, nàng hung hăng đem mũi dao đâm vào cánh tay đang ôm chặt lấy nàng.
lập tức máu bắn ra tung tóe, cánh tay từng bước rũ xuống. An Tuyết Lệ vui mừng quá đỗi, nhanh chóng đâm vào cánh tay còn lại. Rốt cuộc cơ thể nàng được tự do, nàng vội vàng lao về phía lối hành lang, mãnh liệt lia một đường trong không trung. Để phòng ngừa, nàng không ngừng biến ảo phương hướng chém liên tục. Vì vậy trong bức tranh thủy mặc phía sau không ngừng bắn ra máu tươi, đem hành lang triệt để nhuộm đỏ. Máu vẩy ra bắn lên người làm cho An Tuyết Lệ biến thành một huyết nhân. Gương mặt khổng lồ bị thương rốt cuộc chui lại vào bên trong bức tranh. An Tuyết Lệ nhanh chóng cuộn bức tranh lại. Tranh của Khâu Phi Phàm cũng bị máu bắn lên, nhưng hắn còn sống, chứng tỏ như vậy cũng không tính là tổn hại. Thành công, thành công rồi. An Tuyết Lệ sủi lơ, dựa cơ thể vào tường, trong miệng thì thào nói: cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất à. Trong tranh chỉ còn lại gương mặt bê bết máu, cộng thêm thật nhiều lỗ thủng. Mà lúc này Thượng Quan Miên rốt cuộc tới được nơi của nàng, kiến trúc cổ tên là Nguyệt Trúc Hiên. Nữ tử mà cung trang ban đầu nhảy múa ở phía bên ngoài đã tiến sâu vào bên trong Nguyệt Trúc Hiên. Thượng Quan Miên xuống xe nói với dì Trần: ở bên ngoài chờ ta. Đã biết. Dì Trần gật gật đầu còn nói: ngươi cẩn thận một chút Thượng Quan tiểu thư. Tay trái Thượng Quan Miên mang theo trường đao, ánh mắt nhìn về cái đình nhỏ được tường vây quanh trước mặt. Bên ngoài đình viện này y hệt như trong bức tranh đã vẽ. Ở lối vào có một tấm biển lớn viết ba chữ Nguyệt Trúc Hiền. Đang bay lên một cước đã cho tấm biển vỡ thành hai nửa. Tiếp theo mới đi vào, nàng dựa vào cảnh sắc được vẽ trong tranh để phán đoán hướng đi. Cảnh tượng trong tranh là một cái bàn trà, bên trên có đặt một bàn cờ vây đã được chơi một nửa. Thượng Quan Miên hướng về phía sau trong Nguyệt Trúc Hiên đi tới.